rồi mọi người ơi, có biến căng rồi, có biến căng rồi. Mọi người nghe dùm em coi, mọi người nghe kỹ dùm em xem là có chuyện gì xảy ra vậy. Chú Duy phát hiện ra là cái người làm ở nhà, Duy nói rằng là cái chuyện á là thuốc á con đưa cho vợ chú uống từ cái ngày không mà quen biết với con đó. Rồi từ cái những cái thuốc uống đó là cái thái độ tính tình của vợ chú thay đổi, và tôi cũng nói với quý vị thay đổi rất là khác thường và không kiểm soát được cái cảm xúc của mình sống hàng ngày, kể cả bạn bè chơi cũng nhìn thấy được cái đó, và trong gia đình cũng thấy được cái đó, trong anh em trong công ty của Đại Nam cũng thấy được là vợ tôi không kiểm soát được. Bắt đầu khoảng cỡ là trước coi như cuối năm 2019 là khi mà bắt đầu uống những cái thuốc này là không có cầm kiểm soát được cái hành động của mình hôm ngày nóng tánh bất thường, và coi như là mọi người có nghe thấy gì không mọi người? Hóa ra là cô Phương Hằng lại uống nhầm thuốc à? Vậy là cô Phương Hằng mà nóng tính rồi là lên chửi cả trại giam rồi đòi quất thầy Minh Tuệ là do uống nhầm thuốc hả mọi người? Và mọi người hãy cho em biết là cái video clip này này là có lâu chưa? Bởi vì là đã có quá nhiều người gửi video này cho em, và em thấy lan truyền tràn lan trên mạng hết, nhưng em không biết được là cái clip này có từ bao giờ nhá. Nếu như video này có từ lâu rồi thì em không nói, nhưng mà nếu như video này mà em mới thấy chia sẻ lên, em mới thấy nổi trội lên, nếu như video này mà mới thì thực sự là một cái hậu quả đáng buồn, bởi vì giống như trò con nít vậy, khi mà nói thoải mái cô động là động à, cô quất không chưa phát nào, xong bây giờ lại bảo là uống bởi một cái loại thuốc nên là không có kiểm soát được. Ai cũng thấy cô Phương Hằng cô khác. Ủa thế bây giờ nếu mà nói á, là cô Phương Hằng cô uống phải một cái loại thuốc nào đó mà cô thay đổi, cô quất hết người này đến người kia, vậy thì những cái người mà hùa theo cô á là uống phải thuốc gì? Có uống chung không ta? Bởi vì những cái gì cô làm thì em thấy rằng là rất nhiều người ủng hộ, đúng không? Hằng biết bao nhiêu người ủng hộ và nói theo cô, thì em bây giờ em cứ chấp nhận là cô khi mà cô uống cái thuốc này vô nó bị khùng khùng đi. Ủa thế vậy những cái người khác mà họ không bị uống thuốc này là họ bị cái gì? À bây giờ là thực ra cái vụ này căng này nha. Nếu mà nói vào là cô Phương Hằng mà uống bị cái loại thuốc nào đó mà cái người ở lại người cho uống, vậy là hóa ra là cô uống cái thuốc này giống thuốc an thần đấy, nó giống như kiểu bị tăng động thần kinh nhẹ. Vậy thì em hỏi mọi người, nếu như mà cô Phương Hằng cô nhắc đến cái vấn đề là bà Việt Tân đến đại diện cho một thế lực xấu để kêu bà xuống đường đi tấn công thầy Minh Tuệ, thì em hỏi tất cả mọi người, nếu như vậy mà lúc đấy lại bảo là do tôi uống cái thuốc cái kia nên là tôi bị tâm lý không ổn định, thần kinh gọi là nó bị loạn xì ngậu giống như cái bà kia, có thể là hóa ra là kết thúc lại là do hai bà là bị tâm thần không ổn định gặp nhau à? Em thấy thực sự là rất là khó hiểu. Bởi vì cái video này thì em thấy rằng là chú Dũng lên tiếng và nói rằng là từ khi mà cô được người ở cho uống một cái viên thuốc nào đấy mà suốt thời gian dài mà không ai biết, mà tính tình cô thay đổi mà vẫn cho uống. Ủa sao? Sao em thấy nó lạ lạ sao mọi người? Mọi người ở đây bình luận giúp em coi. Quý vị khán giả bình luận trả lời giúp em coi. Em nghe mà em không tưởng tượng được là thực ra nó đang có chuyện gì xảy ra nữa. Em hỏi tất cả mọi người, bây giờ cô quất thầy Minh Tuệ là không trượt phát nào. Cô đòi quất và cô nói là cô bàn với chú Dũng rồi, và là cô sẽ quất thầy Minh Tuệ không trượt phát nào. Mà ai ghét cô, ai hận cô cũng được. Thế thì bây giờ mọi người hãy trả lời giúp em coi, là cái tính của cô Hằng bây giờ cô quất hết người này người kia như thế là cô cho thuốc, hay là do tính cô là cái người gọi là cô là sứ mệnh của cô Hằng à mọi người? Em không hiểu, bây giờ em không thể hiểu được là em còn chưa xác minh được là cái video này là nó có từ bao giờ. Nhưng mà nghe lời thì là của chú Dũng nói. Nhưng mà nếu như mà tất cả các câu chuyện xảy ra mà lại bảo là cô Hằng là được uống cái viên thuốc nào đó nó giống như kiểu bị thần kinh ấy, thì em bó tay rồi. Em biết nói sao nữa mọi người ạ? Bởi vì có quá nhiều người vào chia sẻ cái bài viết này và nói rằng là bây giờ là cô Hằng là quá cao tay. Cô quất thầy Minh Tuệ, xong bắt đầu cô quay xe để sang cô quất một cái bà mà đang từ ở quê trồng lúa lên thành Việt Tân. Sau khi mà cô quất xong, cô quất luôn đến trại giam. Quất trại giam xong cô đi du lịch, cô nói cô thách thức, cô nói là trại giam mà kiện cô là cô khui ra hết một nồi luôn. Cô khui ra hết luôn. Đó. Và cô nói rằng là cô quất hết cả trại giam luôn.
Và sau khi cô quất xong, cô bảo cô uống thuốc. Ủa thế em thấy nó có cái gì đó sai sai ấy mọi người, đúng không? Chứ tự dưng em nói tất cả mọi người rằng là trong câu chuyện này mọi người thấy không, trong cái thời gian ở đây nó nóng lên, từ lúc cô Phương Hằng ra tù là mạng xã hội không được yên, nó xảy ra bè phái đấu tố. Mọi người cứ thử nghĩ đi, lúc cô Hằng mà chưa ra ấy, thì mọi người thấy rằng là nó không có cái gì lùm xùm cả, nó giống như con rắn mà mất đầu ấy, không có ai nói cái gì cả, bởi vì lúc đấy là đâu có chuyện mà cô tao cô mày đâu. Nhưng mà từ lúc cô Phương Hằng mà ra trại một cái là bắt đầu là nó có những cái hiện tượng mạng xã hội, là bắt đầu là fan này fan kia và tấn công và nói những cái lời lẽ nó rất là thô tục. Và không biết là ở đây những cái lời lẽ của chú Dũng có nói rằng là bị uống cái viên thuốc ở đó nó bị giống như kiểu bị tâm thần tâm lý bất ổn ấy, thì nó có phải là do cái vấn đề này mà cô đi tấn công hết người này người kia không? Nếu như vậy thì đừng có cho cô uống nữa, đúng không? Đừng cho cô uống nữa, để cho cô là cai thuốc đi, chứ không bây giờ cô đi nói hết người này người kia thì em nghĩ rằng là cái nội dung này nó không có, bởi vì nó chẳng có cái loại thuốc nào mà nó khiến cho người ta trở nên bất bình thường cả. Đặc biệt là một người có tiền cho cô như cô thì cô đi chữa chứ. Chứ ở đâu ra một cái video mà em nghe nói bảo là bây giờ là do cô là bị uống cái viên thuốc ở đó mà cô tinh thần không ổn định. Thế này em phải nghe lại một lần nữa xem là em nghe có nhầm không. Em sợ em nghe nhầm là cô đôi khi là nó lại thành khó xử ấy. Chú ý phát hiện ra là cái người làm ở nhà Di nói rằng là cái chuyện á là thuốc á con đưa cho vợ chú uống từ cái ngày không mà quen biết với con đó. Rồi từ cái những cái thuốc uống đó là cái thái độ tính tình của vợ chú thay đổi, và tôi cũng nói với quý vị thay đổi rất là khác thường và không kiểm soát được cái cảm xúc của mình. Sống hàng ngày kể cả bạn bè chơi cũng nhìn thấy được cái đó, và trong gia đình cũng thấy được cái đó, trong anh em trong công ty của Đại Nam cũng thấy được là vợ tôi không kiểm soát được. Bắt đầu khoảng cỡ là trước coi như cuối năm 2019 là khi mà bắt đầu uống những cái thuốc này là không có cầm kiểm soát được cái hành động của mình hôm ngày, nóng tánh bất thường và coi như là đó. Thì bây giờ lại chuyển sang một cái vấn đề là do uống thuốc nên là bây giờ tính nóng bất thường không kiểm soát được. Nhân viên trong Đại Nam là đều cảm nhận được là cô nóng tính bất thường và không có kiểm soát được lời nói của mình. Vậy thì em hỏi tất cả mọi người, đây có phải lại là một cái chiêu bài mới không? Có khi nào đây lại là một cái kế sách mới được đưa ra không? Nó giống như ban đầu là cô đòi quất thầy Minh Tuệ, và sau khi cô thăm dò, cô ném đá dò đường xong, thấy là cái người ủng hộ thầy Minh Tuệ quá lớn, bắt đầu cô quay xe cô nói là cô đâu quất thầy Minh Tuệ đâu. Vậy mà cái video ban đầu là cô nói là cô sẽ phân tích ra cái đúng cái sai, rồi cô sẽ tìm ra cái thế lực đứng phía sau, rồi sau đó cô quên luôn cái chuyện đó, cô không nhắc cái gì đến đó. Xong cô nói là cô quất nên là cô quất không chịu phát nào là quất cái bà Việt Tân kìa. Rồi bây giờ lại có thông tin là bây giờ lại đang điều tra cái bà Việt Tân đó, xem bà nó có phải bị kiểu như là có giống như kiểu là thần kinh không ổn định không, và cái bà đó nó có phải là Việt Xiêm thật không. Em nói tất cả mọi người, bây giờ nó có quá nhiều câu chuyện trên mạng xã hội mà chúng ta không thể biết được ở đâu nó là chính xác. Đó, mới ngày hôm qua là chúng ta thấy một cái công văn mà ra ngày 18 tháng 10 thì nó mới đập tan cái tin đồn rằng là tại sao cơ quan chức năng không vào cuộc, bởi vì có công văn của tỉnh Bình Dương. Đến ngày hôm nay chúng ta lại thấy đồn nổi lên một cái video là cô Hằng được ở cho uống thuốc. Em lại không biết được là cái thuốc này nó có tránh được cái việc mà cô gây ra trong cái việc là cô nói là đại diện của Việt Xiêm không. Em nói tất cả mọi người là một cái phiên live stream, mà cái phiên live stream này thì đâu phải một mình cô đâu, có cả một ekip, có cả một đội ngũ nhân viên, thì có thể là sắp xếp, có cả MC và cũng có cả người thân nữa để có thể theo cái lộ trình này. Em nói thẳng là em cũng không ghét gì cô Vương Hằng, em cũng tán thán cái việc làm tốt, mình cũng phải đánh giá theo góc độ khác nhau nha. Cái việc tốt cô Vương Hằng nó khác với cái việc xấu của cô. Cái việc xấu thì chúng ta phải lên án, cái việc tốt thì chúng ta cứ khen ngợi đó. Nhưng mà không có đồng nghĩa ở đây là khái niệm là đánh cháo là cô đã làm việc thiện, là cô làm cái gì cũng được, đó là khác nhau. Nên là em mới nói tất cả mọi người là xác minh giúp em là cái thông tin mà chú Dũng nói là có người ở cho uống thuốc thì nó từ lúc nào. Bởi vì nếu như nó mới á thì nó lại là con kịch hay để mà xem nữa. Bởi vì tự dưng ở đâu ra lại cho uống thuốc, xong lại là nóng tính, xong rồi nhân viên là cũng thấy là cô nóng tính. Cô uống thuốc gì hay vậy? Uống thuốc đến mà cô uống biết luôn, không bỏ luôn. Em nói tất cả mọi người, trong cái câu chuyện mà để dính dáng đến cái vấn đề là liên quan đến an ninh quốc gia, nhắc đến Việt Tân ấy, rồi còn kêu gọi xuống đường để chống phá, rồi là kéo xuống đường để đi cứu thầy Minh Tuệ. Em hỏi tất cả mọi người là bây giờ xuống đường á,
có đi được đến cái chỗ của thầy đang tu chưa mà cứu. Em cho cả hàng ngàn người xuống đường ấy, 5 phút hết là xe thùng. Làm gì có chuyện đấy, đúng không? Và mọi người có nói với em rằng là tại sao thầy Minh Tuệ là không hề liên quan một cái gì cả mà cô cũng nhắc đến. Vậy thì em nói tất cả mọi người là ai cô cũng có thể nhắc, đúng không? Cô không có ngán ai cả. Trại giam cô cũng đòi tuyên bố là cô nói là thách kiện luôn, kiện là cô sẽ khui ra hết một nồi luôn. Vậy là cái chứng tỏ là trong câu chuyện là cô Hằng đã nắm được một cái bằng chứng rất quan trọng của trại giam. Đấy, em cũng đang đợi xem là trại giam sẽ có cái phản ứng gì không. Bởi vì là trong câu chuyện này nó có rất nhiều những cái vấn đề mà gây ra cái hoang mang dư luận. Đầu tiên là cô có nói đến cái vấn đề là tiền bạc dầu gội thì xà bông thì 50k mà 100k gì đó. Em không hiểu cái vấn đề đó, bởi vì em chưa vào trại giam. Rồi cái thứ hai là cái vấn đề mà cả dòng họ là nó trại giam luôn. Em chưa biết cái vấn đề đó, bởi vì nếu mà có thì chắc chắn bị xử lý rồi. Còn thứ ba là một cái đối tượng mà tự nhận mình là Việt Tân mà dám hiên ngang đến Đại Nam để móc nối với cô, mà cô cũng tiếp Việt Tân rất là chu đáo. Đấy, trong cái cuộc nói chuyện 4 phút thì em thấy rằng là đã ôm ấp vỗ về, trao đổi mọi thứ và cô đã lau nước mắt cho Việt Tân. Thì đấy thể hiện là một cái sự thân thiện của cô đối với một thế lực xấu chống phá nhà nước. Cái điều đó cũng có thể nói mọi người là cô rất là tốt. Đấy, nhưng mà cô tốt với một đối tượng xấu như thế không được mọi người là ủng hộ đâu. Đấy là một cái đáng lên án. Và cái yếu tố tiếp theo, đến ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là cô tiếp tục đi du lịch và cô tiếp tục nhắc về cái vấn đề là chạy ra An Phước. Em mới nói với tất cả mọi người là không biết là trong câu chuyện này thì cơ quan chức năng họ điều tra đến đâu rồi, nhưng mà chắc chắn họ phải điều tra. Bởi vì mà khi mà cô đã thách thức pháp luật thì cũng khó để mà chúng ta biết được cái đúng sai. Bởi vì là khi thách thức pháp luật ở đây là liên quan đến cả một hệ thống, liên quan đến cả một tập thể. Thì em nghĩ rằng là không thể nào để đánh đồng cái khái niệm là cô tấn công một tập thể mà họ lại để im được. Bắt buộc là họ phải có những cái biện pháp để ngăn chặn. Bởi vì không thể nào cho người dân chúng ta là coi thường pháp luật được, đúng không? Sau cái buổi livestream của cô Vương Hằng thì rất nhiều cái nguồn tranh luận đã nổ ra. Rồi chúng ta mới biết được là tại sao lại báo chí không lên tiếng. Rất nhiều người có hỏi là tại sao vụ cô Vương Hằng ấy nó rầm rộ như thế mà không có cái bài báo nào viết ngoài cái bài báo Dân Trí. Nó là cô Phương Hằng là quất thầy Minh Tuệ nên là bị dân mạng là chế lời bài hát thành cô là cô quất người tu, để là cô hại người tu vậy đó. Rồi để người ta lên mỉa mai phân tích cô đó. Đấy là có một cái bài báo thôi. Còn lại là không có một trang nào mà viết về cái câu chuyện mà đấu tố quất thầy Minh Tuệ như thế nào. Bởi vì em nói tất cả mọi người là từ hôm 20 tháng 10 đến ngày hôm nay á, thì chúng ta rằng là thấy rằng là cô vẫn lên like. Hôm qua hôm kia nghe đâu cô vẫn lên like cả hàng triệu người theo dõi. Vẫn nói về cái vấn đề là trại giam, rồi nói về cái vấn đề là lươn nọ lươn kia. Em nói tất cả mọi người tính nó không bỏ được. Mà không biết có phải là do thuốc không nữa. Chứ bây giờ mà cứ nói từ A đến Z xong bắt đầu lại chuyển sang là uống thuốc thì thôi em bó tay. Không biết cái cách nào mà để mà xử lý nữa. Nhưng mà cái thuốc thì cũng không thoát đâu mọi người ạ. Đó, nhưng mà căn bản bây giờ là em đang xác minh là không biết cái nội dung video này đó là video mới hay video cũ. Và nếu là video cũ thì nói từ bao giờ. Đó, là có nói chưa hay là bây giờ em thấy nghe chú Dũng nói bảo là cô Phương Hằng bây giờ cô là được rồi, ở trong uống cái thuốc mà không có kiềm chế được bản thân, tính cô nóng lắm. Thế là cô đi quất hết người này đến người kia mà vẫn cho cô uống thuốc đấy, thì em nói mọi người là bó tay rồi. Em không biết nói sao nữa. Nhưng mà mọi người thấy không, từ lúc cô Phương Hằng ra tù đến ngày hôm nay á, là nó có rất nhiều cái sự tranh luận trên mạng xã hội. Bởi vì cô bem hết người này đến người kia, cô bem đến cả trại giam luôn. Em bảo tất cả mọi người còn cái gì mà cô không dám bem nữa. Cô không những bem mà cô còn thách đấu nữa. Cô nói là bây giờ mà chạy ra mà kiện cô á, là cô sẽ khui hết, cô sẽ khui ra hết luôn. Thì như vậy thì có thể chạy ra không dám kiện cô. Đấy, thì khác nào bây giờ đối tượng xấu họ lại lợi dụng vào đó, họ bảo là chạy ra là bây giờ sợ cô Phương Hằng. Mọi người thấy không, nó ảnh hưởng đến uy tín của cả một tập thể, đâu phải là chuyện giỡn. Nên là em vẫn muốn nói tất cả mọi người là trong câu chuyện cô Phương Hằng và thầy Minh Tuệ nha. Bởi vì cái ban đầu là câu chuyện là nó bắt đầu từ cô quất thầy Minh Tuệ, nên nó mới có cái sự việc của bà Việt Tân. Và sau đó nó mới có cái sự việc mà gọi là cái thách show. Đấy, em nói tất cả mọi người cái thách show là thông cảm hay vô cảm. Cô nói toàn nói xấu chạy ra mà nói về thầy, nói về cái vấn đề của bà Việt Tân không ạ. Chứ đâu có nói về cái vấn đề thầy Minh Tuệ đâu. Vậy mà cô lại đi nhắc người ta ném đá vào đường là cô quất không cho phát nào. Rồi bây giờ mọi người hỏi cô Vương Hằng là cô quất đúng không? Cô quất đúng. Cô quất là không có trượt. Vậy hỏi bà Việt Tân đâu? Cô không biết. Cô đang ở Đại Nam đợi bà đến mà không thấy bà đến. Ủa thế cô quất đúng ở chỗ nào? Hả mọi người? Đúng không? Em nói tất cả mọi người bây giờ tự nhiên lên trên cái live show đó, thách show đó, mở cái màn hình trà bá này. Mọi người hãy xem đi. Tôi quất mà đã quất không chịu phát nào. Cô có sao? Cô lau nước mắt cho Việt Tân. Cô ôm cho người ta. Cô nói chuyện với người ta thì cô nói là đây là một đại diện, nhưng mà chúng ta không nghe ai nói đâu. Toàn cô Phương Hằng nói thôi. Vậy thì em hỏi tất cả mọi người nó có lý do gì? Đấy, rồi bây giờ tiếp tục là khi mà cô nói đã rồi, bây giờ cộng đồng mạng là bắt đầu chia sẻ cái video mà chú Dũng nói là cô Phương Hằng uống phải thuốc, uống nhầm thuốc. Thuốc gì, thuốc thần kinh hay thuốc gì nữa. Đó, rồi có khi nào mà sau này cô lại chơi cái chiêu bảo là tôi xin lỗi quý vị, tôi do uống nhầm thuốc an thần, tôi thần kinh không ổn định, mọi người tha cho tôi, có khi nào? Và bây giờ hết đường quay xe rồi. Hôm bữa là quất thầy Minh Tuệ may chưa quất là quay xe kịp.
Chứ nếu bây giờ cô mà nói nữa đến lúc mà chạy ra mày là công an họ kiện, lúc đấy là quất không không lùi kịp đâu, quay xe kịp. Lúc đó chỉ còn cách là dễ đành đạch thôi. Thì còn cách là tôi uống nhầm thuốc. Thế là em nói với mọi người là trong câu chuyện này nó thấy nó rất là phức tạp. Nó giống như kiểu nó gây một cái hệ lụy xấu trên mạng xã hội. Khi mà tất cả mọi người là bình luận cho câu chuyện cô Phương Hằng, thì mọi người thấy rằng cô Phương Hằng bây giờ đang thách thức đấy. Cô ngạo mạn, có tiền, có quyền, rồi là hầu như là không ai làm được cô hết. Nên là cô nói là nếu mà bây giờ chạy ra mà kiện cô là cô sẽ khui ra hết. Rồi cô dùng cả luật rừng nữa. Luật rừng là cái luật gì mọi người biết rồi, để trước đây hình như là em có kéo đến nhà ai đó, kéo đến nhà ai để tấn công đó, đấy là luật rừng đó, dùng giang hồ đó, gọi là lấy thịt đè người đấy, dùng tiền để gọi là sai người đi xử lý đấy, đấy gọi là cái luật rừng đấy. Chứ còn em nói tất cả mọi người là trong câu chuyện này chúng ta chưa biết như thế nào, bởi vì bây giờ là cũng chưa có cái bước nào xác minh kết quả của cái bà Việt Tân kia có phải là Việt Tân không. Bởi vì xác minh một cái người mà đối tượng khủng bố mà đến để móc nối đi giải cứu thì Minh Tuệ nó không phải đơn giản đâu, không phải ra công an mình muốn khai gì khai đâu. Em nói tất cả mọi người như thế, mình sống trong một đất nước là phải có pháp luật, phải tôn trọng thượng pháp luật, chứ lấy ở đâu ra đó. Tất cả người bây giờ cũng quất đã rồi, xong quay sang là chú Dũng này bảo là cô uống nhầm thuốc thì em bó tay. Nhưng mà chúng ta phải biết là cái thức nó bay lâu chưa, có đúng là nói cái thời điểm bây giờ không, nhưng mà nói đại nam là đúng đấy, bảo là bây giờ nhân viên là cũng không biết từ là cô nóng tính như thế. Thế em bó tay, em bây giờ em nói chung là nói mọi người là em chưa biết xử lý ra sao. Bởi vì chúng ta thấy rằng là từ cái hôm mà xảy ra cái sự cố gọi là live stream ngày 20 tháng 10 đấy, mọi người thấy không, có cả người dân ở trong nước mình là nó bắt đầu nó chia phe, chia bè, chia phái ra, nói là ở cô tao là quất đúng, cô tao là quất không sai, cô tao mãi đỉnh đó. Cũng chính vì như thế mà cô ta là phải vào trong trại giam T30, rồi đến khi cô về rồi là người ta cứ tưởng là trong vụ việc này thì cô sẽ dừng lại, nhưng mà không. Bởi vì khi mà tất cả mọi người theo dõi thì mọi người mới biết là cô Phương Hằng đã không dừng lại, đúng không, mà cô vẫn quất không chịu phát nào. Rồi trong cái thông tin mới nhất ngày 20 tháng 10 thì cô đã nhắc đến một người gọi là tự đến Đại Nam là để móc nối với cô, và sau đó đã yêu cầu cô xuống đường đi giải cứu thầy Minh Tuệ. Thì cái người đó cũng được chúng ta tiết lộ đây là một cái bà đại diện cho Việt Tân. Nhưng mà bây giờ chúng ta có xác minh được bà đấy là ai đâu. Còn đợi cái có chức năng họ vào xác minh, họ vào xem người đấy là ai, người đó có phải là Việt Tân không. Rồi tại sân Đại Nam thì cô Phương Hằng phải xác minh điều tra, và cô Phương Hằng có phải có bằng chứng. Đó, rồi khi mà cái có cái tờ văn bản ra thì mọi người bảo em là cái tờ đấy là tờ thông tin giả. Em nói tất cả mọi người á, không có ai mà dám chia sẻ một cái thông tin giả mạo mà lên trên mạng xã hội cả. Mà đặc biệt là ở đây á, có ghi ở đây là trưởng phòng là thượng tá Võ Văn Thanh và có dấu mộc đỏ, và cái văn bản của công an tỉnh Bình Dương thì không ai mà dám chia sẻ cái bài viết này nếu nó là giả đâu. Nên là em nghĩ rằng cái văn bản này là thật. Bởi vì thật là vì sao? Bởi vì ở đây có nhắc đến cái vấn đề là livestream của cô Phương Hằng đó. Có nghĩa là bây giờ mọi người biết rằng là cái nội dung của cái văn bản này là nói rằng là trong cái buổi lao lưu của cô Phương Hằng là đưa thông tin ra nó không đúng sự thật. Vậy là những cái người fan của cô Phương Hằng họ không chấp nhận, họ nói là cô Phương Hằng đưa là đúng chuẩn 100%, cô bắt không sai đó. Thì đó mới có cái thông tin ở đây là hiện nay là có rất nhiều những cái sự việc là trên mạng xã hội là mọi người là lợi dụng vào đó để tấn công đến nhà bộ máy nhà nước, mà lợi dụng để xuyên tạc chống đối cái chính sách của Đảng. Sau đó thì họ sẽ lợi dụng cái hiện tượng mạng để đấu tố cá nhân. Tức là cái bài có một cái thông tin ở đây là đưa ra cái văn bản này để cho cái báo chí không vào cuộc. Vậy mà bây giờ họ lên họ nói là cái văn bản này là văn bản giả, đúng không? Bây giờ thật giả lẫn lộn không biết như thế nào, nhưng mà phải đợi cơ quan chức năng họ vào xác minh. Chứ bây giờ em nói tất cả mọi người nhá, khi mà chúng ta thấy một cái câu chuyện nó bắt đầu phức tạp lên, bởi vì nếu như mà cô Phương Hằng mà im lặng ấy, không nói một cái gì nữa ấy, thì có lẽ là cái người ủng hộ của cô vẫn rất là nhiều. Bởi vì cô đã biết sai rồi, người ta nói là đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Khi mà cô đã dừng lại tất cả mọi thứ thì đấy là cái điều tốt đẹp, và chắc chắn là bản thân em đây cũng sẽ là cái người rất là tôn trọng cô. Bởi vì cô sau cái bao nhiêu cái lùm xùm thì cô đã rút ra được một bài học rồi. Cô đừng nói câu là tôi vì nhân dân nữa, em xin cô. Chứ lúc nào cô cũng nói là tôi là vì nhân dân, tôi sống vì nhân dân, tôi sống vì người nghèo. Cô có phải là cán bộ đâu mà cô vì nhân dân, đúng không? Nói phải cho đúng chứ, dùng từ mà không đúng nó thì người ta khinh cho. Cô là một cái người dân, một người công dân bình thường vừa đi tù về, mà cô lên mạng nói cứ nói là cô vì nhân dân không à. Em hỏi tất cả mọi người, cô lo thà cô nói là cô giúp những cái hoàn cảnh khó khăn, cô giúp người nghèo, hay là cô tài trợ, cô giúp cái gì đó thì được. Chứ đừng có nói câu là cái gì cô cũng vì dân, cái gì cũng vì nước vậy đấy. Bởi vì nước vì dân gì mà đi chạy giam cả mấy năm, đúng không? Mình nói cái gì cho nó đúng thì người ta mới nể, chứ mình nói sai người ta không phục mình đâu. Người ta còn nói mình là ba hoa bốc phét, lại còn bảo là uống thuốc thì lúc đấy nó lại căng, đúng không? Khi mà chú Dũng lên một cái thông tin là cô Phương Hằng là uống nhầm thuốc đấy, thì bây giờ em thấy là cộng đồng mạng bắt đầu chia sẻ rầm rộ và nói rằng ủa, thế bây giờ hóa ra là bây giờ lại là một cái chiêu thức mới à? Bây giờ cô chửi cô nói người ta đã xong bắt đầu cô nói là uống nhầm thuốc. Vậy thì em hỏi tất cả mọi người, bây giờ nếu như mà cô vừa lên cô bốc phốt chạy ra An Phước
Cô vừa lên cô nói là về thế độ ở Việt Tân rồi đến móc nối với cô, xong cô vừa quất thầy Minh Tuệ không chịu phát nào, xong kết thúc lại là cô bảo rằng cô uống nhầm thuốc nên là cô tính cô nóng. Mọi người có thể bỏ qua không? Bây giờ cứ chuyện thì cứ nói đã, xong là bắt đầu là uống nhầm thuốc đấy. Em tất cả mọi người nó thấy nó lạ mà không biết là câu chuyện này nó đến từ đâu, và trong cái video này thì chú Dũng nó lâu nói lâu chưa, bởi vì bây giờ chúng ta phải xác minh được là cái video của chú Dũng này nói là có từ khi nào đó, và nói ở đây là trong cái lúc là cô vừa đi tù về chưa. Chứ bây giờ mà cứ nhân viên cho uống thuốc là bị tâm thần vào đấy, xong rồi lại bảo là tôi nói chuyện đây là vì tôi không kiểm soát được, đó là thôi chứ cộng đồng mạng lại một fan nữa lại ngã ngửa bật ngửa luôn, bởi vì cô chơi cái chiêu bài quá mới. Chiêu bài này là em nói thật thảm người đi vào lịch sử luôn. Cô cứ chửi cho đã đời trời đất, xong rồi là cô bảo nói là cô bị thần kinh không ổn định một cái là toang. Em nói tất cả người như thế rồi, biết thế nào mà lần đúng không? Khi tất cả mọi người theo dõi những cái nội dung của cô Phương Hằng, mọi người biết rồi, hiện nay trên mạng xã hội là bắt đầu chia sẻ rầm rộ đó là cô tố cáo bà Việt Tân, đã bà Việt Tân sao không dám tố cáo cô, rồi là tại sao gia đình có lên tiếng. Nhiều người nói là bây giờ cô đang ở quê, cô là một cái người làm nông, rồi cô lên thành phố là cô gặp cô Hằng một cái là quay về cô thành idol nổi nhất nước, một cái người gọi là cái tệ nạn mà cái khung hình cao nhất nước, chống phá nhà nước, đại diện vào Đại Nam. Rồi nhiều người bảo là cô bị thần kinh, em không biết như thế nào. Bây giờ cái phân tích ấy thì chúng ta chỉ là trung lập, đúng không? Không bênh cô Phương Hằng, cũng không bênh cái bà Việt Xiêm đó. Ai sai thì sửa, ai sai thì phải xử lý, không phải là sửa mà ai sai phải xử lý, ai đúng thì chúng ta nói là đúng. Chứ mà bây giờ đó là tự nhiên một cái bà đến Đại Nam để gặp idol của mình, xong rồi là thành một người Việt Tân, thì em nghĩ là cô Phương Hằng cũng khó để mà dám vu khống, đúng không? Bởi vì vu khống nó phải có bằng chứng cơ đó, chứ không phải là lên để bình thường đâu. Nên là trong câu chuyện này em thấy rằng là cái hôm livestream thì cô Hằng nói là chính miệng bà nói với tôi là bà là đại diện Việt Tân đến gặp tôi để lật đổ chính quyền. Câu nói đó là một câu nói cực kỳ nhạy cảm và nặng nề mà cô Hằng nói ra được, thì chắc chắn công an phải xác minh thôi. Đó, còn là câu chuyện này như thế nào thì em nghĩ rằng là cũng phải có câu trả lời. Thứ nhất là về cái vấn đề là cô nói về trại giam An Phước, cái phát ngôn đó nó ảnh hưởng lớn như thế nào, ảnh hưởng biết bao nhiêu người ở trại giam đó. Rồi cô nhắc cái vấn đề là cô quất không trượt phát nào quất thầy Minh Tuệ, xong cô lại nhắc đến một thế lực xấu là thế lực Việt Tân đến để móc nối với cô để gọi là kêu cô đi để giải cứu thầy Minh Tuệ, thì nó ảnh hưởng lắm. Nên là em nghĩ rằng là cơ quan chức năng họ cũng sẽ phải điều tra rõ ràng để có những cái bằng chứng, để có những cái gì đó nó xác thực nhất, để có thể là mời cô về làm việc để làm rõ cái vấn đề đó, xem là cái nguồn cơn từ đâu mà cô lên cô nói là Việt Tân đó, từ cái lý do nào mà cô nói là cô sẽ kiện trại giam An Phước đó. Thì em nghĩ là phải có câu trả lời. Thế là quý vị khán giả mà khi xem video của em thì mọi người cũng có thể là góp ý, mọi người góp ý bình luận dưới video cho em xem là cái video này có từ đâu, và trong câu chuyện của thầy Minh Tuệ và cô Phương Hằng và cái bà Việt Xiêm này thì nhẽ như thế nào, xem có phải là câu chuyện này là do là uống nhầm thuốc hay không. Đó thì quý vị khán giả phải góp ý nhé, em cũng sẽ liên tục cập nhật và phân tích những cái nội dung mới nhất để có thể là cung cấp đến tất cả mọi người. Khi nào có thông tin mới em sẽ chia sẻ ngay, nhưng mà hôm nay thì em khá là bất ngờ bởi vì cái thông tin là cô Phương Hằng uống nhầm thuốc, không biết là có thật không, bởi vì em thấy là cô Phương Hằng bây giờ đang đi du lịch ấy mọi người, để xem là cái video này có từ bao giờ. Và nếu như cô uống nhầm thuốc thật thì có thuốc để chữa không mới là quan trọng, mất công không có thuốc chữa nên cô lên cô chửi hoài nữa là mất công nữa đó. Rồi quý vị khán giả xem phải góp ý nhá, em sẽ tiếp tục cập nhật phân tích những cái video mới hơn để có thể là cung cấp và gửi đến tất cả mọi người. Rất mong tất cả mọi người sẽ luôn ủng hộ Hoàng Thế TV.